Ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Vingroup thông báo đã chuyển quyền sở hữu gần 243,5 triệu cổ phiếu VIC cho bên Nhật là công ty cổ phần quản lý và đầu tư bất động sản VMI. Như vậy ông Vượng dùng cổ phần của mình để góp vốn vào công ty mới thành lập này. Kết thúc tuần vừa rồi, mã VIC dừng ở mức 65.600 đồng một cổ phiếu. Tạm tính giá này, tổng giá trị số cổ phiếu ông Vượng vừa góp rơi vào khoảng 16.000 tỷ đồng. Trước giao dịch, người giàu nhất Việt Nam sở hữu trực tiếp hơn 985,5 triệu cổ phiếu VIC, tương đương với 25,47% vốn điều lệ Vingroup. Sau khi giao dịch hoàn tất, số cổ phiếu của cá nhân ông Vượng tại Vingroup giảm xuống còn hơn 742 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu giảm 6,29%, xuống mức 19,18%. Dù vậy, tổng sở hữu cổ phần tại Vingroup của ông Vượng và nhóm nhà đầu tư liên quan vẫn giữ nguyên với tỷ lệ sấp xỉ 63%. Cụ thể, Tập đoàn Đầu tư Việt Nam là cổ đông lớn nhất với 33% tổng số cổ phần. Cá nhân ông Vượng giữ 19,18%. Công ty Cổ phần Quản lý và Đầu tư Bất động sản VMI nắm 6,29% và bà Phạm Thu Hương, vợ ông Phạm Nhật Vượng nắm 4,5%. Công ty cổ phần quản lý đầu tư bất động sản VMI do ông Phạm Nhật Vượng là cổ đông chính cùng các cổ đông khác, trong đó có Vinhomes, chính thức được thành lập vào đầu tháng trước. VMI có vốn điều lệ 18.000 tỷ đồng. Trong đó ông Phạm Nhật Vượng cam kết góp 90% vốn bằng giá trị cổ phiếu Vingroup. Công ty được lập ra với mục tiêu hỗ trợ các nhà đầu tư vốn nhỏ có cơ hội đầu tư bất động sản, quản lý các bất động sản và phát triển thị trường thứ cấp nhằm tăng thanh khoản cho các bất động sản của Vinhomes. Cụ thể công ty sẽ đầu tư một số lượng nhất định các bất động sản sẵn có hoặc hình thành trong tương lai của Vinhomes, sau đó giá trị bất động sản được chia thành 200 phần và các khách hàng của công ty có thể tham gia đầu tư từng phần thông qua hợp đồng hợp tác kinh doanh. Các nhà đầu tư hợp tác với công ty sẽ được chứng nhận quyền tài sản, được phân chia lợi nhuận phát sinh từ quyền tài sản này, tương ứng với tỷ lệ đầu tư, đồng thời được cam kết mức lợi nhuận tối thiểu hàng năm. Song song đó, công ty cũng cam kết lợi nhuận tối thiểu 9,5% một năm cho các nhà đầu tư tham gia hợp tác trước ngày 30 tháng 11 và 8,5% một năm cho các nhà đầu tư thông thường. Sau 18 tháng, nếu nhà đầu tư có nhu cầu mà chưa chuyển nhượng được suất đầu tư, VMI cam kết mua lại với lợi nhuận 7,5% một năm với nhà đầu tư hợp tác trước ngày 30 tháng 11 và 6,5% một năm với nhà đầu tư thông thường.